để được chứng nhận diệt virus SARS-CoV-2 trong 10 giây, giúp phòng bệnh mùa dịch. Kính chào quý vị, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Chủ nhật ngày 27 tháng 3 năm 2022, chương trình sẽ có những nội dung chính sau đây. Tiêm mũi 3 AstraZeneca cho người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vaccine mRNA. Nhiều địa điểm đồng loạt tắt đèn hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất. Trung Quốc xác nhận toàn bộ 132 người trong vụ rơi máy bay đều đã thiệt mạng. Người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vaccine mRNA có thể tiêm thêm liều nhắc lại bằng vaccine do AstraZeneca sản xuất. Thời gian tiêm tối thiểu là 3 tháng sau khi tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản. Đây là một nội dung trong công văn Bộ Y tế vừa ban hành, gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur, các đơn vị liên quan. Bộ Y tế đề nghị người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vaccine mRNA, vaccine do Pfizer hoặc Moderna sản xuất, có thể tiêm liều nhắc lại bằng vaccine do AstraZeneca sản xuất. Thời gian tiêm tối thiểu là 3 tháng sau tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản. Trong văn bản, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố quyết định đối tượng tiêm phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn, xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 an toàn, hiệu quả, khoa học. Sự kiện Giờ Trái Đất 2022 đã được khởi động lại sau 2 năm phải tổ chức online vì dịch bệnh. Sự kiện năm nay có chủ đề là Shape Our Future, kiến tạo tương lai của chúng ta. Vào tối qua thì sự kiện đã diễn ra tại điểm cầu chính là Nhà văn hóa thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 80.000 tình nguyện viên đã hưởng ứng chiến dịch qua livestream trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội. Các đại sứ chiến dịch năm nay, Hoa hậu Hoàng Vũ Henrie, ca sĩ Bùi Công Nam, ca sĩ Orange, vũ đoàn Sắc Màu đã khuấy động tinh thần của các bạn trẻ và cùng lan tỏa thông điệp bảo vệ trái đất. Đúng 20 giờ 30 phút, các đại biểu cùng thực hiện nghi thức tắt công tắc điện và điện đã tắt tại điểm cầu chính Nhà văn hóa thanh niên cùng nhiều địa điểm khác, kéo dài 1 giờ. Ngay từ đầu tháng 3 thì chúng tôi đã phát động khoảng 8 dự án như là chung tay sử dụng năng lượng xanh, tăng mảng xanh, rồi vũ điệu hành động xanh. Thì những cái dự án đó đều có một điểm chung là lan tỏa thông điệp mạnh mẽ của Giờ Trái Đất, chung tay góp sức bảo vệ môi trường. Chiến dịch Giờ Trái Đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên được triển khai từ năm 2007. Theo đó kêu gọi thế giới tắt điện từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 vào ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng 3 hàng năm. Tham gia Giờ Trái Đất từ năm 2009, trải qua 12 năm, đến nay, Việt Nam đã vươn lên top 10 các nước có dự án cải thiện chất lượng môi trường, sáng tạo và hiệu quả nhất. Những giai điệu nhẹ nhàng trong trẻo từ các loại nhạc cụ dân tộc kết hợp cùng âm thanh sôi động du dương của nhạc cụ hiện đại đã vang lên ngay giữa trung tâm thành phố. Đây là điều bất ngờ với nhiều người dân và du khách khi đi ngang qua bến Bạch Đằng quận 1 vào tối ngày hôm qua và cũng là nét đặc sắc của chương trình với tên gọi Có Hẹn Với Sài Gòn. Không dừng lại ở những bản acoustic, sự kết hợp của nhạc cụ dân tộc Việt trong khúc Chiều Tà tại ga tàu thủy Bạch Đằng, Sài Gòn Waterbus khiến người nghe không khỏi bồi hồi. Chương trình còn có những tiết mục song tấu độc đáo của đàn tỳ bà, sáo trúc và nhạc cụ hiện đại như piano, guitar, trống điện do các nghệ sĩ thuộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn. Chúng tôi sẽ nhân lên và sẽ làm sao cho nó độc đáo hơn nữa, thật là tuyệt vời hơn nữa để phục vụ cho bà con. Chúng ta chưa có cái cơ hội, chưa có cái sân chơi để chúng ta mang những cây nhạc truyền thống đến gần với công chúng. Thì đây là cơ hội. Chính vì thế mình thấy có cơ hội mình phải nắm bắt ngay và mình rất là hào hứng. Chương trình âm nhạc đường phố dự kiến sẽ được tổ chức đều đặn vào mỗi tối thứ Bảy hàng tuần, phục vụ người dân miễn phí. Thưa quý vị, Tổng cục Du lịch vừa chính thức ra mắt video clip Việt Nam đi để yêu, trải nghiệm trọn vẹn. Video dài 1 phút 25 giây là chuỗi hình ảnh ấn tượng về một Việt Nam hấp dẫn, sôi động và tràn đầy sức sống. Việt Nam với thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa đặc sắc, những dịch vụ đẳng cấp và trải nghiệm độc đáo, từ núi rừng Tây Bắc tới di sản thiên nhiên thế giới Hạ Long, di sản văn hóa thế giới Hội An, Quảng Nam đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người xem. Video nhằm hưởng ứng việc Việt Nam mở lại hoạt động du lịch từ ngày 15 tháng 3, cũng như hướng đến năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022 với chủ đề Điểm đến du lịch xanh.
theo. Vụ cháy nhà ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh có thể là do phóng hỏa. Va chạm liên hoàn trên quốc lộ 1A, tài xế thoát chết trong cabin biến dạng. Tiếp tục thông tin vụ hỏa hoạn tại một căn nhà trong hẻm ở đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân có thể là do mâu thuẫn tình cảm. Nam thanh niên được cho là đã mang xăng đến đốt nhà vợ sắp cưới. Trưa qua, sau khi nhận tin báo cháy, hàng chục lính cứu hỏa và nhiều xe chữa cháy được điều đến hiện trường. Sau 30 phút, đám cháy được dập tắt, nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi, người trong nhà đều đi vắng. Một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường 2 cho biết, chồng sắp cưới của cô gái sống tại căn nhà này đã ra trình diện, thừa nhận do mâu thuẫn tình cảm nên phóng hỏa đốt nhà. Họ dự định tổ chức đám cưới, nhưng gần đây thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Công an quận Bình Thạnh đang tiếp tục làm việc với nghi can, chưa công bố danh tính người này. Một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra vào chiều ngày hôm qua trên địa bàn quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Nam thanh niên điều khiển xe máy có dấu hiệu say xỉn đâm thẳng vào xe ô tô. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17:30, anh Phùng Nhật Minh, sinh năm 1994, quê quán Quảng Ngãi, điều khiển xe máy với tốc độ khá cao. Khi đến đoạn công ty Powen hướng về phường An Lạc, quận Bình Tân, thì bất ngờ đâm vào xe ô tô 7 chỗ. Sau cú tông khá mạnh, anh Minh nằm bất động tại chỗ, người dân đã gọi xe cấp cứu và báo cảnh sát giao thông. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết phân luồng giao thông, làm rõ vụ tai nạn. Còn ở Tiền Giang, một vụ va chạm liên hoàn xảy ra trên quốc lộ 1A đã làm cho giao thông qua khu vực ùn tắc nghiêm trọng. May mắn là tài xế đã thoát chết trong gang tấc. Khoảng 16:40 phút chiều 26 tháng 3, xe ô tô tải chưa rõ tên tuổi tài xế điều khiển theo hướng đi từ miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến phía trước cổng khu công nghiệp Tân Hưng, xã Tân Hưng, huyện Châu Thành, thì tài xế dừng để chờ đèn đỏ. Lúc này xe tải mang biển kiểm soát 70H8730 lưu thông cùng chiều từ phía sau chờ tới, đâm vào đuôi ô tô tải và hông xe 7 chỗ kế bên. Vụ va chạm khiến hai xe tải dính chặt vào nhau, tài xế thoát nạn trong cabin biến dạng, còn xe 7 chỗ cũng bị hư hỏng. Thời điểm này, công nhân từ trong khu công nghiệp Tân Hưng tan ca băng qua đường đã khiến giao thông qua khu vực hỗn loạn. Hàng loạt phương tiện bị ùn ứ kéo dài, cảnh sát giao thông sau đó đã có mặt xử lý. Nam công nhân bị ngã từ giàn giáo khi đang làm việc đã tử vong tại bệnh viện. Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với công an thành phố Đồng Xoài đang điều tra vụ việc. Nạn nhân là anh Đinh Văn Chính, 46 tuổi, ngụ xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú. Anh Chính là công nhân thi công xây dựng nhà xưởng tại công ty gỗ Trường Xuân trong khu công nghiệp Đồng Xoài 3. Khoảng 16 giờ chiều ngày 25 tháng 3, anh Chính leo lên mái nhà xưởng của công ty để sửa chữa mái tôn. Trong lúc đang thi công, anh Chính không may bị ngã từ độ cao hơn 5 mét xuống đất. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, tuy nhiên do vết thương quá nặng, đến sáng qua, anh đã tử vong. Cũng ở Bình Phước, vào chiều qua, công an tỉnh đã phối hợp với công an thị xã Bình Long tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm rõ cái chết của một người đàn ông. Vụ việc được phát hiện vào trưa cùng ngày, thi thể nạn nhân đã bắt đầu phân hủy. Người tử vong được xác định là ông Sơn Hóa, 62 tuổi, ngụ phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long, làm nghề chạy xe ôm trên địa bàn. Trước đó, chiều 24 tháng 3, người nhà ông Hóa gọi điện thoại nhưng ông không nghe máy. Đến trưa 26 tháng 3, anh Nhật, con trai ông đến nhà tìm thì thấy cửa nhà đóng và không ai trả lời. Khi anh phá cửa vào thì phát hiện ông Hóa đã tử vong. Công an tỉnh Bình Phước xác định nạn nhân đã tử vong từ trước đó. Nguyên nhân đang được tiếp tục làm rõ. Phần thông tin quốc tế. Cuộc khủng hoảng di cư gây bên trong đất nước Ukraine. Phòng khám di động trên lưng lạc đà giúp người dân Kenya tiếp cận dịch vụ y tế. Thưa quý vị, giới chức Trung Quốc đã xác nhận toàn bộ 132 người, bao gồm 123 hành khách và 9 thành viên của phi hành đoàn trên chuyến bay số hiệu MU-5735 của China Eastern rơi ở tỉnh Quảng Tây đầu tuần này đều đã thiệt mạng. Thông báo do đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV dẫn lời Phó Giám đốc Cục Hàng không Dân dụng Hu Chengzhang tối qua cho biết. Thông báo cũng cho biết giới chức đã xác định được danh tính 114 hành khách và 6 thành viên tổ bay thông qua phương pháp giám định ADN. Các cơ quan chức năng hàng không dân dụng đã bảo quản cẩn thận những phần thi thể và đồ đạc của nạn nhân, đồng thời thành lập các tổ tư vấn cho thân nhân người gặp nạn. Chuyến bay số hiệu MU-5735 rơi xuống khu vực trùng núi, huyện Đằng, thành phố Ngô Châu, khu tự trị Chuan, Quảng Tây hôm 21 tháng 3.
Dữ liệu của Flyradar 24 cho thấy máy bay lao xuống gần như thẳng đứng khi đang ở độ cao gần 9.000 mét. Trong hôm qua, nhân viên cứu hộ đã tìm thấy thiết bị phát định vị khẩn cấp, một thiết bị gửi tín hiệu vô tuyến liên tục trong trường hợp máy bay rơi. Một lượng lớn mảnh vỡ cũng đã được tìm thấy. Zhen Xi, người đứng đầu lực lượng cứu hỏa tỉnh Quảng Tây cho biết, 66 mẫu từ xác máy bay đã được gửi đến các phòng thí nghiệm để phân tích và trong số 41 mẫu đã được kiểm tra, không có dấu hiệu nào của chất nổ hữu cơ hoặc vô cơ thông thường. Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, đến nay đã có gần 4 triệu người rời khỏi Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước này. Trong khi đó, tình trạng di cư ồ ạt cũng đang diễn ra ngay trong đất nước Ukraine. Có những thành phố chứng kiến từ 1/4 đến hơn một nửa dân số đã rời đi. Thị trưởng thành phố Chernihiv, Vladislav Atroshenko cho biết, dân số thành phố đã giảm hơn 50% từ thời điểm ngày 24 tháng 2. Theo ông, hiện tại không có hành lang nhân đạo hay tuyến đường nào an toàn để đưa viện trợ hay người bị thương vào và ra khỏi Chernihiv. Cây cầu duy nhất nối Chernihiv với cao tốc dẫn tới Kiev đã bị đánh sập. Còn tại Mariupol, 1/4 trong tổng dân số 430.000 người ở đây đã di tản. Chúng tôi đã không ngủ nhiều đêm nay, bọn trẻ thì ngủ trong hầm trú ẩn mà chúng tôi tìm được ở nhà trẻ khi di tản đến Zaporizhia. Trong tuần qua, hàng chục ngàn người may mắn di tản thành công qua hành lang nhân đạo. Rất nhiều cư dân vẫn đang tìm cách an toàn để rời khỏi Mariupol, một trong những nơi xảy ra giao tranh ác liệt nhất. Hôm qua, Ngoại trưởng Anh Liz Truss cho biết, London sẽ cung cấp lương thực trị giá gần 2,7 triệu đô la Mỹ cho người dân ở những địa phương bị Nga bao vây theo yêu cầu từ chính phủ Ukraine. Tại Kenya, những cộng đồng tại vùng sâu vùng xa thường không tiếp cận được với các dịch vụ y tế cần thiết. Để giúp đỡ cho họ thì một tổ chức phi chính phủ đã mở những phòng khám di động trên lưng lạc đà để vận chuyển các dịch vụ y tế cần thiết. Quỹ Niềm tin Sức khỏe Cộng đồng Châu Phi có nhiệm vụ chính là hỗ trợ các cộng đồng dễ bị tổn thương tiếp cận với những loại thuốc, dịch vụ xã hội thiết yếu. Lạc đà là phương tiện di chuyển được lựa chọn vì chúng có thể mang vác nặng trên các chặng đường dài, di chuyển được ở những địa hình khó tiếp cận, kể cả trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Các phòng khám di động này đã hoạt động được 21 năm cùng với các chuyên gia tư vấn về kế hoạch hóa gia đình và các bệnh HIV/AIDS. Trong suốt những năm hoạt động, họ đã giáo dục các cộng đồng về kế hoạch hóa gia đình, giáo dục giới tính. Như vậy mà các trường hợp mang thai ở tuổi vị thành niên giảm đáng kể. Ngoài ra, các phòng khám này cũng hỗ trợ điều trị các bệnh như sốt rét và tiêu chảy. Ranh giới giữa con người và người máy đang ngày càng thu hẹp. Mới đây thì triển lãm Bạn và người máy, con người là gì? Diễn ra tại Bảo tàng Quốc gia về khoa học và đổi mới ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản đã gây thích thú cho khách tham quan. 130 người máy thuộc khoảng 90 loại khác nhau đã được trưng bày tại triển lãm. Nhiều loại có thiết kế độc lạ và có khả năng tương tác giống như người thật. Cô Sonoyama Yuki, chuyên gia tại bảo tàng cho biết, thông qua người máy, khách tham quan có thể ngẫm lại về những đặc tính của cơ thể và tâm hồn con người, cũng như vẽ nên trong đầu những bức tranh về thế giới trong tương lai. Người máy ngày nay đã rất giống con người thật, thậm chí có thể giao tiếp. Có thể trong tương lai, con người và người máy có thể sống chung với nhau mà không có khác biệt. Trong văn hóa Nhật Bản, người máy tượng trưng cho ước mơ và khả năng khoa học công nghệ của con người. Họ không quan niệm việc người máy thông minh như con người là mối đe dọa và luôn cố gắng phát triển những người máy biết suy nghĩ và hành động như con người. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 31 tháng 8. Mùa xuân đã trở lại trên khắp nước Anh với thời tiết dần trở nên ấm áp hơn. Hiện lúc này đây, công viên Etisham tại thủ đô London đang tràn ngập trong sắc vàng khi 1 triệu bông hoa thủy tiên đã bắt đầu nở rộ. Công viên St. James là một trong những địa điểm tổ chức các sự kiện nghi lễ quan trọng hay các sự kiện thể thao lớn tại London. Tại đây được trồng 1 triệu hoa thủy tiên và mỗi năm chúng tôi đều trồng mới 17.000 đến 18.000 hoa. Chúng tôi cũng sử dụng nhiều giống khác nhau để tạo sự đa dạng. Việc chăm sóc hoa ở công viên luôn được kiểm tra sát sao từ cắt tỉa, chăm bón. Các bồn hoa cũng được thiết kế lại mỗi năm. Các màu sắc chủ đạo trong công viên cũng thay đổi theo loài hoa đặc trưng của từng mùa. Theo kế hoạch, đại lễ Bạch Kim kỷ niệm 70 năm trị vì của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị sẽ được tổ chức tại đây vào tháng 6 tới. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden trong bài phát biểu trước khi rời Ba Lan vào đêm qua theo giờ Việt Nam đã bày tỏ nghi ngờ về việc nắm giữ quyền lực của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong thời điểm hiện tại
Reuters dẫn lời một quan chức Nhà Trắng sau đó nói rằng phát biểu của ông Biden không thể hiện sự thay đổi chính sách của Washington. Quan chức này nói rằng quan điểm của Tổng thống là ông Putin không thể được phép áp đặt quyền lực lên các nước láng giềng hoặc khu vực. Ông ấy không nói về quyền lực của Putin ở Nga hay thay đổi chế độ. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định đó không phải là quyền quyết định của ông Biden, Tổng thống Nga do người Nga bầu chọn. Ông Peskov cũng nói rằng phát biểu của Tổng thống Mỹ làm hẹp đi cánh cửa sửa chữa mối quan hệ giữa Moscow và Washington. Ngoài ra, theo CNN, Mỹ đang cân nhắc trừng phạt thêm các công ty Nga sản xuất vật tư cho quân đội Moscow. Trong đêm qua, nhiều vụ nổ đã xảy ra tại Lvov trước khi ông Biden phát biểu. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Những thông tin cập nhật trong ngày sẽ có trong chương trình 60 giây buổi chiều. Quý vị đừng bỏ lại nhé. Và bây giờ thì xin kính chào tạm biệt.